Trong hai ngày gần đây, nhà báo James Ducker, chuyên gia uy tín về Manchester United, đã xuất bản hai bài báo liên quan tới sân vận động Old Trafford trên ấn phẩm Telegraph nổi tiếng ở xứ sở sương mù. Ngay lập tức, nó đã tạo ra một hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ và thu hút rất nhiều sự quan tâm của các cổ động viên Quỷ Đỏ, không chỉ trên toàn thế giới mà cả ở mảnh đất hình chữ S. Trong bài báo đầu tiên có tên là Sir Jim Ratcliffe's Bold Plan for Old Trafford to Become Wembley of the North, James Ducker đã đưa ra một số thông tin liên quan đến kế hoạch Wembley phương Bắc, ám chỉ việc sân Old Trafford sẽ trở thành một đối trọng ở phương Bắc với sân vận động Wembley ở thủ đô London thuộc phương Nam. Bài báo thứ hai được xuất bản cách đây vài giờ có tên là Manchester United Fans Want Shares in Club to Realize Sir Jim Ratcliffe's Old Trafford Vision, như một quả bom trong cộng đồng fan của Quỷ Đỏ. Đó là tổ chức MUST, The Independent Manchester United Supporters Trust, tức là hội cổ động viên độc lập Man United lớn nhất trên thế giới, tuyên bố các cổ động viên Quỷ Đỏ trên toàn thế giới có thể gây quỹ, ủng hộ tài chính cho kế hoạch tu sửa hoặc xây mới Old Trafford để đổi lấy cổ phần sở hữu của câu lạc bộ, cùng bất kỳ động thái nào của Sir Jim Ratcliffe nhằm đảm bảo nguồn tiền cộng đồng đầu tư vào câu lạc bộ. Chia sẻ với Telegraph Sport, đích thân Sir Jim Ratcliffe cho hay: "Tôi cảm thấy Manchester United cần một sân vận động tuyệt vời nhất, tiên tiến nhất, hiện đại nhất để làm nức lòng người hâm mộ. Và chúng tôi cảm thấy có một sự thật mạnh mẽ rằng đất nước này cần một địa điểm lớn hàng đầu ở miền Bắc, một Wembley thứ hai." Tuyên bố tự tin của Sir Jim Ratcliffe dựa trên bối cảnh có thể vận động chính phủ hỗ trợ một phần tài chính dựa theo cam kết cân bằng đầu tư kinh tế Nam Bắc của Điện Westminster. Trên thực tế, Sir Jim Ratcliffe phản đối ý tưởng về một sân vận động mới cách quá xa Old Trafford hiện tại. Nhưng ông tin rằng cổ động viên Quỷ Đỏ sẽ ủng hộ một sân vận động mới hàng đầu thế giới ở ngay liền kề nhà hát của những giấc mơ. Ông nói thêm: "Ngôi nhà tinh thần là quan trọng nhất. Chúng tôi nghĩ rằng người hâm mộ sẽ rất vui lòng và ủng hộ một sân vận động mới nếu nó được xây dựng ngay đây. Việc tái phát triển và mở rộng Old Trafford, một dự án đã kéo dài 8 năm, vẫn là một trong những lựa chọn đáng được xem xét. Hiện có tới 25% không gian bên trong lòng Old Trafford đang để trống hoặc là bị lãng phí. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất lúc này được đặt ra là xây mới hay tu sửa lại một Old Trafford đã cực kỳ cũ kỹ và xuống cấp." Những chuyên gia và chính các nhà quản lý của Manchester United đã bày tỏ lo ngại về vấn đề tu sửa, điều được coi như đổ tiền vào tài sản xấu. Mời anh em xem bức ảnh đầu tiên đang xuất hiện. Đó chính là tổng diện tích đất xung quanh Old Trafford thuộc sở hữu của Manchester United. Chris Lee, CEO của Populous, công ty thiết kế kiến trúc đang phụ trách giám sát dự án cải tạo Old Trafford cho biết: "Xây mới chính là giải pháp tiết kiệm chi phí nhất. Bạn có làm gì thì Old Trafford vẫn là một sân vận động có hơn 100 năm tuổi, từ 1910, nghĩa là nó đang đi đến cuối vòng đời của mình. Dây cáp, nguồn cung cấp điện, mọi thứ đều đã gần hết hạn sử dụng." Điều đó mở ra một kế hoạch phá rỡ Old Trafford và xây mới một sân vận động trên cùng khu đất, nhưng tránh xa đường ray xe lửa và kênh đào nằm ở ngay sát bên ngoài khán đài Stratford End. Sức chứa sẽ là 90.000 chỗ ngồi, hiện đại và tiên tiến bậc nhất thế giới, thậm chí là còn sở hữu quy mô lớn và hiện đại hơn nhiều so với thánh địa Wembley. Vậy kế hoạch mở rộng Old Trafford như thế nào? Mời anh em xem tới hình ảnh thứ hai. Nét đứt vẽ màu đỏ ở khu vực có chữ Extension là kế hoạch mở rộng khán đài của sân vận động. Khu vực này sẽ được xây vượt lên trên đường ray xe lửa. Vì vậy, chi phí cho việc tu sửa, nâng cấp và mở rộng khán đài này dự kiến là tiêu tốn khoảng 800 triệu bảng. Một sự lựa chọn khác, khả thi và cách mạng hơn, đó là xây mới một New Trafford ngay cạnh Old Trafford như hình 3. Dự toán khoảng 1,5 tỷ bảng. Nhưng theo lạm phát 30% như xây Wembley, chi phí cuối cùng sẽ lên đến con số 2 tỷ bảng. Khi đó, New Trafford này, tớ tạm lấy tên như thế cho khỏi lẫn với Old Trafford, sẽ có sức chứa là 90.000 chỗ ngồi, cơ sở vật chất và dịch vụ thì thuộc hàng top của top. Việc nhiều hơn 15.000 khán giả cũng giúp Manchester United thu được thêm lợi nhuận khá lớn trong những trận đấu trên sân nhà. Thậm chí là dạo qua các diễn đàn Quỷ Đỏ trên thế giới, nhiều người còn kêu gọi New Trafford này nên có trên 100.000 chỗ ngồi, vì thực tế nhu cầu bán vé tại sân Old Trafford hiện tại là cung không đủ cầu. Hàng dài chờ đợi để được mua vé cả mùa tại đây đã lên đến con số 200.000, và dĩ nhiên là cần một sân vận động mới có sức chứa khủng khiếp mới có thể đáp ứng được hết nhu cầu của các khán giả. Dựa theo tính khả thi của dự án này,
có lẽ việc xây mới gần như là chắc chắn. Vấn đề lăn tăn duy nhất là sân vận động mới có giữ được linh hồn của Quỷ Đỏ như Old Trafford hay không. Có nhiều ý kiến cho rằng các biểu tượng và chi tiết chính của Old Trafford sẽ được giữ lại và lắp đặt lại trên New Trafford, giống như một số chi tiết đã được thực hiện tại Wembley. Đến lúc đó chúng ta hãy cùng chờ xem. Theo nguồn tin từ Telegraph, phía tập đoàn Ineos và Sir Jim Ratcliffe đã bắt đầu đối thoại với Andy Burnham, thị trưởng Greater Manchester, kiêm lãnh đạo hội đồng Trafford và các quan chức dân sự khác về tương lai của sân vận động hiện tại và tiến hành song song các kế hoạch tài chính tương quan nhằm lên ý tưởng chính thức cho việc xây mới hoàn toàn. Một sân vận động mới hiện đại và tên tuổi hàng đầu thế giới cùng với khả năng có một làng thể thao giải trí và cộng đồng xung quanh sẽ tạo ra việc làm và thúc đẩy mạnh mẽ cho nền kinh tế địa phương. Và hơn thế nữa, các nguồn tin gợi ý rằng một chương trình tái sinh lớn như vậy có thể thu hút được quỹ của chính phủ dưới sáng kiến cân bằng. Tuy nhiên, dù có được sự hỗ trợ tài chính này, Manchester United vẫn phải huy động một số tiền cực lớn để tiến hành một dự án khổng lồ như vậy. Chúng ta ai cũng bức xúc về khoản nợ hàng tỷ bảng mà Man United dưới sự cai trị của nhà Glazer từ năm 2005 đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, nếu muốn xây sân vận động mới, Manchester United có thể sẽ phải vay mượn từ ngân hàng hay là các quỹ tài chính. Những khoản nợ này là khoản nợ tái sinh và góp phần trực tiếp vào sự phát triển của câu lạc bộ. Do đó, nó khác hoàn toàn với khoản nợ mà họ phải chịu để mua chính nó. Ilfer chia sẻ, sau khi có cuộc nói chuyện với ban bệ giấu tên, đây không phải là gánh nặng cho câu lạc bộ, vì một sân vận động mới sẽ tự trả chi phí xây dựng chính mình một cách hiệu quả. Nếu bạn có một sân vận động mới 90.000 chỗ, bạn sẽ có 20.000 cổ động viên mới trả tiền cho chi phí xây dựng mới. Chính vì vậy, hội cổ động viên chính thức ở địa phương là MUSD đã ra một thông báo tới Man United, cụ thể là Sir Jim Ratcliffe, về việc các cổ động viên có thể tham gia gây quỹ xây dựng New Trafford và họ sẽ nhận được cổ phần tương ứng với số tiền mà mình đóng góp. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này sẽ cần rất nhiều bước đàm phán cũng như luật pháp để thực thi. Nhưng nó cho thấy sự ủng hộ của các cổ động viên Quỷ Đỏ trên toàn thế giới với đề án xây mới hoặc là tu sửa lại Old Trafford, sự ủng hộ với Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự của mình. Và việc Old Trafford không được chọn là một trong những sân vận động tổ chức Euro 2028 không hoàn toàn do nó đã xuống cấp, mà là do các cuộc thảo luận giữa United và FA vào năm ngoái đã đạt được thỏa thuận rằng sân đấu này sẽ tiến hành sửa chữa hoặc là xây mới vào thời điểm diễn ra Euro 2028. Về lý do tại sao chính phủ Anh sẽ tài trợ một phần cho Manchester United, đó là do trong cuộc bầu cử vừa qua, chính phủ và phe đối lập đã đạt được sự thống nhất cho việc phát triển và sáng tạo cạnh tranh lành mạnh cho miền Bắc nước Anh. Ủy ban Cơ sở Hạ tầng Quốc gia NIC đã báo cáo với các bộ trưởng trong năm nay rằng Vương quốc Anh phải giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm trễ và bất bình đẳng khu vực dài dẳng. Chính phủ đã quyết định phân bổ cho vòng cuối cùng thứ 3 của quỹ cân bằng 4,8 tỷ bảng, được công bố lần đầu vào tháng 10 năm 2021. Nhưng các phản hồi tự do thông tin gần đây cho thấy đa số các hội đồng vẫn chưa tiêu hết quỹ đã nhận được trước đó. Cũng có thể là quỹ vẫn còn dư sau khi Thủ tướng Rishi Sunak hủy bỏ phần phía bắc của dự án HS2. Tiếp theo là lời hứa chuyển 36 tỷ bảng vào giao thông vận tải ở Midlands và miền Bắc. Tương lai của việc cân bằng còn mơ hồ, nhưng cả chính phủ và đảng lao động đều liên tục đề ra tham vọng giảm bất bình đẳng về tài sản giữa miền Bắc và miền Nam khi họ nhắm đến phiếu bầu mùa hè này. Đạo luật cân bằng và tái sinh đã trở thành luật vào ngày 26 tháng 10 năm ngoái, khuyến khích nhiều hội đồng đưa ra kế hoạch để cho phép xây dựng nhà mới. Để Old Trafford được hưởng lợi, nó sẽ phải được bao gồm trong một tầm nhìn rộng lớn hơn cho việc tái sinh ở các cộng đồng bị bỏ lại phía sau. Manchester United sẽ không phải là câu lạc bộ đầu tiên ở Manchester được hưởng lợi từ các cơ sở được xây dựng bằng tiền công. Đối thủ sở hữu bởi Abu Dhabi của họ, City, là khách thuê của hội đồng tại Etihad. Trước đây được biết đến là sân vận động City of Manchester, có sức chứa là 48.000 chỗ ngồi, được xây dựng cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung năm 2002. Khoảng 78 triệu bảng từ Quỹ Sổ số Quốc gia và 49 triệu bảng từ Hội đồng thành phố Manchester đã đóng góp vào việc xây dựng nó, và sân vận động này cũng được chuyển đổi thành sân vận động bóng đá với chi phí của công quỹ. Sự khác biệt chính là United sẽ giữ quyền sở hữu sân vận động, trong khi City, mặc dù đã đầu tư mạnh mẽ vào việc cải thiện sân vận động gần đây và thỏa thuận quyền đặt tên, vẫn giữ một thỏa thuận thuê với Hội đồng thành phố Manchester trên cơ sở sửa chữa toàn bộ. Hiện nay, tất cả chi phí hoạt động, bảo trì và chi phí vốn tương lai do câu lạc bộ chịu. Như vậy, việc cải tạo hay là xây mới Old Trafford không còn là bánh vẽ, mà nó đã và đang được tiến hành những bước đầu tiên. Với sự ảnh hưởng của mình,
Sir Jim Ratcliffe sẽ giúp Manchester United nhận được một số tiền ưu đãi của chính phủ, nhưng phần lớn nguồn tiền còn lại sẽ phải do United tự kiếm. Đó có thể là tiền từ ngân hàng, các quỹ đầu tư và có khi là từ chính các cổ động viên Quỷ Đỏ. Vậy theo anh em, Manchester United nên giữ Old Trafford hay xây dựng một sân vận động mới là một khu phức hợp hiện đại, cuốn hút và mang đầy hơi thở thời đại New Trafford? Giải thích thêm một chút nữa cho anh em vụ nợ nếu Manchester United xây sân vận động mới. Thứ nhất, đây là nợ tốt, có nghĩa là nó có nguồn thu từ chính sân vận động, tiền đẻ ra tiền. Sân vận động mới, tiền vé, tiền dịch vụ liên quan sẽ tăng theo. Điều này thì các cổ động viên sẽ chấp nhận, giống như Arsenal và Spurs tăng giá vé mùa. Như biểu đồ tham khảo, giá vé mùa Premier League mùa giải 2023-2024. Thứ hai, sân vận động mới sẽ là một khu phức hợp, không chỉ là bóng đá, sẽ là shopping mall, cinema center, giải trí hay là lưu niệm. Sẽ thu hút mua sắm từ khách địa phương hay khách du lịch, cổ động viên của Quỷ Đỏ trên khắp thế giới. Các nguồn thu sẽ đa dạng và không chỉ phụ thuộc vào bán vé và các dịch vụ liên quan như hiện tại. Thứ ba là sẽ được chính phủ hỗ trợ một phần tài chính. Thứ tư, quan trọng nhất, tiền vay để xây mới hay tu sửa Old Trafford sẽ do Ineos đứng ra vay, không liên quan đến Manchester United. Tất nhiên Sir Jim Ratcliffe không ngu, mà tổng số tiền cho vay đó sẽ được tính vào cổ phần của ông tại Manchester United. Sẽ có hai cách để tính cổ phần. Một là tính giá trị của Man United tại thời điểm đó để quy ra cổ phần, giống như vụ mua bán cổ phần vừa rồi. Cách khác thì thâm hơn, đó là Sir Jim yêu cầu các bên sở hữu cổ phần tăng vốn đầu tư vào Man United. Phía Sir Jim tăng vốn bằng số tiền xây sân vận động. Khi đó các bên khác là nhà Glazers hay là các cổ đông khác trên NYSE phải tăng vốn theo, hoặc là nếu không có vốn tăng theo thì giá trị của cổ phần sẽ được tính toán lại theo giá trị vốn hóa mới. Thứ năm, sợ giống với Arsenal, xây sân vận động xong không kiếm được danh hiệu nào. Vấn đề này thì rất vớ vẩn và không tính. Không có danh hiệu là do mình, chẳng liên quan gì đến sân vận động mới hay cũ cả. Đá kém thì phải chịu, đá hay thì có gì mà sợ. Tóm lại, anh em đừng có lo đến vụ tăng nợ nọ kia, ảnh hưởng đến việc mua bán cầu thủ. Hai vấn đề này thì không liên quan gì tới nhau. Và nợ do đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì không tính vào FFP. Nếu nợ xây mới không tính cho Ineos mà tính cho Manchester United theo hướng xấu nhất. Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.